Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện đứng thứ hai về năng suất cây cao su, thứ ba về sản lượng và thứ tư về xuất khẩu cao su thiên nhiên trên toàn thế giới. Tuy vậy, cao su xuất khẩu của Việt Nam hiện dưới dạng nguyên liệu thô nên giá trị kinh tế mang lại không cao. Do vậy, tại Hội nghị cao su toàn cầu năm 2015 vừa được tổ chức mới đây, 200 đại biểu đến từ 25 quốc gia và Việt Nam đã cùng thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp hợp tác vì một tương lai cho ngành cao su phát triển bền vững. Tại hội nghị, đại biểu các nước đã chia sẻ thông tin về thị trường, xu hướng phát triển cây cao su, những phương tiện kỹ thuật sản xuất chế biến mới nhất của ngành cao su. Đây cũng là diễn đàn để lãnh đạo ngành cao su và các bên liên quan trực tiếp trao đổi về chính sách, chiến lược phát triển, tăng cường mối quan hệ hợp tác. Cái hội nghị cao su toàn cầu lần này là đã được tổ chức lần thứ ba với sự tham gia rất đông đảo của cộng đồng các cái tổ chức xuất khẩu cao su thế giới cũng như là các doanh nghiệp, các đối tác ở trên phạm vi của khu vực và toàn cầu. Thì nó một mặt là giúp cho chúng ta có điều kiện tăng cường hơn nữa cái hợp tác giữa ngành cao su của Việt Nam với các đối tác về mặt công nghệ, về mặt kỹ thuật canh tác, về mặt chế biến các sản phẩm cao su để đảm bảo cái giá trị gia tăng cao hơn. Nhưng cũng đồng thời là giúp chúng ta trong cái nghiên cứu, đánh giá về thị trường và về diễn biến của thị trường. Hiệp hội Cao su Việt Nam cho biết, ngành cao su Việt Nam và thế giới những năm gần đây đang gặp khó khăn. Năm 2015, giá cao su trên toàn cầu tiếp tục suy giảm, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành cao su trên thế giới chỉ đạt khoảng 15 tỷ đô la Mỹ, chưa bằng 1/3 giá trị xuất khẩu của ngành hàng này năm 2010. Riêng với Việt Nam, năm 2015, kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 1,1 triệu tấn, giảm 10% so với năm ngoái. Hiện cả nước có 977.000 hecta cao su, sản lượng ước đạt trên 1 triệu tấn. Tuy nhiên, diện tích cao su đang có chiều hướng giảm, một số hộ trồng cao su nhỏ lẻ phải ngừng thu hoạch vì giá mủ cao su bán ra thấp hơn chi phí sản xuất. Phân tích từ những kết quả sản xuất năm 2014, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, Việt Nam đang xuất khẩu trên 80% cao su nguyên liệu, chỉ đạt 8 tỷ đô la Mỹ, song nhập khẩu sản phẩm cao su và cao su nhân tạo với giá trị lớn hơn. Qua hội nghị lần này, điều mọi người đều thấy rõ, để phát triển bền vững ngành cao su, ngoài phát triển diện tích cây cao su đúng kỹ thuật, hợp thổ nhưỡng, thì việc phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm cao su mới là chiến lược bền vững. Cao su Việt Nam hiện đã có mặt tại 86 thị trường trên thế giới, trong đó thị trường chính là Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Đài Loan. Nói về phương hướng phát triển công nghiệp chế biến cao su ở Việt Nam trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng chúng ta đang hội nhập rất sâu và rộng thông qua hàng loạt các cái khu vực thương mại tự do, các hiệp định thương mại tự do kể cả ở cái kiểu mới, ở cái mức độ cao hơn. Và vì vậy thì đây là cái cơ hội mà cho các cơ quan quản lý cho chúng ta để có cái bước đầu tư về lâu dài, chiến lược mang tính chiến lược kết hợp với những biện pháp trước mắt để tháo gỡ khó khăn và phát triển thị trường một cách nhanh chóng, giúp cho doanh nghiệp chúng ta vượt khó khăn và cho ngành cao su phát triển bền vững. Vùng trồng cao su trong nước hiện chủ yếu và lớn nhất là các tỉnh ở phía Nam, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Năm 2013, khu vực Đông Nam Bộ có hơn 537.000 hecta cao su. Tuy nhiên, do giá cao su sụt giảm, nhiều công ty cao su ở Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai v.v. phải hạn chế chăm sóc, khai thác mủ. Một phần diện tích cao su già đã bị chặt để tái canh, trồng giống mới. Trước những khó khăn của ngành cao su toàn cầu, ngành cao su Việt Nam đã và đang triển khai các giải pháp để giảm giá thành, đa dạng hóa nguồn thu trên cao su, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nhằm giảm thiểu rủi ro về giá và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm cao su.